Xin chào quý vị, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2016. Và tôi trong clip này giới thiệu ba chiếc mặt sập chúng tôi vừa mới sơn xong chiều nay. Thì chiếc mặt sập thứ nhất thì vân rất là vằn vện đẹp đấy. Ba chiếc này thì cùng một cây gỗ. Đấy, nhưng mà cái chiếc này á, quý vị đang nhìn đây là cái loại vân 10 điểm. Là có một khách hàng tên là anh May, anh đã ký ở dưới gầm đấy rồi. Thế còn hai chiếc sập bên trong này vẫn để tự do. Vẫn là hàng 10 điểm. Là và cùng ở kích thước là 1m6 x 2m. Như vậy là cho đến thời điểm này ở tại đây thì không kể cái chiếc của anh May là đã có chủ, thì là chúng tôi trong cửa hàng vẫn còn ba chiếc mặt sập 1m6. Thì trong đó là chiếc quý vị đang nhìn đây là một. Một chiếc nữa đang dựng ở bên này là hai. Và một chiếc ở bên trong đã lên thành sập rồi. Tôi sẽ đi vào bên trong để tôi quay tiếp một chiếc nữa. Và chúng tôi đang quay tại đây là tại khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Và kính thưa quý vị là đồ gỗ Đức Hiền thì có mấy cái thế mạnh như sau. Thứ nhất là các loại sập trơn mà mặt trọn vân. Thứ hai là các loại ghế gỗ gụ, gỗ hương, gỗ mun trọn vân. Thứ ba là dòng tủ chè đặc sắc loại 65 triệu. Và thứ tư là một số loại tượng đặc biệt. Thứ năm là một số loại tranh khảm và tranh chạm đặc biệt. Bây giờ trong khi đang giới thiệu những mặt hàng đặc biệt thì tôi đã đi vào tới sâu bên trong của tầng 1 khu B. Và đây là cái mặt phần gỗ cùng với cái cây ngoài kia. Cây này đúng là vàng là bạc, bởi vì khi chúng tôi mua được cái cây này và xẻ ra thì tất cả chủ thợ là đều ồ lên. Không ngờ lại có cây mà vân nó như gỗ mun như thế này. Và cái này thì xét theo thứ hạng chọn vân của gỗ gụ thì là loại 10 điểm. Nó đẹp như gỗ mun luôn. Cho nên cái này chính là cái mặt sập thứ ba còn đang còn lại ở đây. Như vậy đến giờ phút này đang ở đây là 4 chiếc, nhưng một chiếc thì đã có anh May đăng ký rồi. Cho nên còn lại là 3. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin mời quý vị về trực tiếp đồ gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để xem hàng ngàn sản phẩm của chúng tôi với hai khu trưng bày là 2000m². Và chúng tôi đang chuẩn bị một cái cơ số hàng rất lớn để chuẩn bị bán cho hôm nay. Đức Hiền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong clip sau. Và ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu hơi nhiều. Thứ nhất là một cái clip giới thiệu về 4 bộ bàn ghế ăn gỗ hương. Tiếp theo là một cái clip về 3 chiếc mặt sập. Chính xác hơn là 4 chiếc mặt sập. Và một cái clip khác là về đôi thủ góc. Một chiếc là vuông 60, một chiếc là vuông 70. Có lẽ tí nữa tôi sẽ giới thiệu tiếp một chiếc kệ TV với cái dáng bầu cho một khách hàng tên là anh Sim. Đây chính là chiếc kệ này. Bây giờ tôi sẽ tạm dừng để chuyển sang clip sau.